Theo thống kê, có khoảng 10 đến 15% thai phụ lựa chọn các phương pháp dục sinh và mổ lấy thai mà không có lý do y khoa rõ ràng. Ví dụ như xem ngày đẹp nên muốn sinh con hợp phong thủy, sợ sinh con ngả âm đạo, không chịu được sự khó chịu ở những tháng cuối thai kỳ, bận rộn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu em bé chào đời trước 39 tuần thì cả mẹ và bé sẽ dễ gặp các biến chứng nguy hiểm trong quá trình chuyển dạ. Tất nhiên, nếu bạn gặp các vấn đề về sức khỏe như tiền sản giật, tiểu đường thì bác sĩ sẽ can thiệp chuyển dạ sớm. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề gì về sức khỏe thì tốt hơn bạn nên chờ đến ngày dự sinh. 1. Can thiệp chuyển dạ sớm gây rủi ro cho bé. Theo nghiên cứu, khoảng 25% bé chào đời khi được 37 đến 39 tuần phải chăm sóc trong lồng ấp khoảng 4 đến 5 ngày. Nếu bé sinh ra từ 39 tuần hoặc lâu hơn thì tỷ lệ này sẽ giảm xuống dưới 5%. 2. Các vấn đề về tăng trưởng và phát triển của bé. Nếu chào đời quá sớm, bé sẽ phải nuôi trong lồng ấp vì các cơ quan quan trọng cơ thể chưa phát triển toàn diện. Bé có thể gặp khó khăn trong việc điều hòa thân nhiệt. Ngoài ra, việc bú sữa mẹ cũng trở nên khó khăn hơn do bé sinh non, thường nhỏ và yếu hơn. Sữa mẹ giúp tăng khả năng miễn dịch, giúp bé chống lại một số bệnh thông thường. Nếu không được bú sữa mẹ thì bé sẽ dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. 3. Các vấn đề về não. Đây là một điều mà bạn cần phải cân nhắc. Não của bé ở tuần thứ 35 chỉ nặng khoảng 2/3 so với trọng lượng của não ở tuần 40. Không những vậy, theo nghiên cứu, những bé sinh đủ tháng khi lớn lên thường sẽ có kết quả học tập tốt hơn so với những bé sinh thiếu tháng. Việc bé chào đời quá sớm sẽ làm tăng nguy cơ khiến bé mắc phải các vấn đề về học tập và hành vi. Những bé sinh ra trong khoảng 34 đến 36 tuần sẽ có nguy cơ bị bầy não gấp 3 lần so với những bé sinh đủ tháng. 4. Các vấn đề về hô hấp. Phổi của bé là một trong những cơ quan phát triển sau cùng, vì vậy những bé sinh thiếu tháng thường dễ gặp phải các vấn đề về hô hấp. Những bé chào đời khi được 37 tuần sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng suy hô hấp, viêm phổi cao hơn so với các bé chào đời từ 39 đến 40 tuần. 5. Nguy cơ sinh mổ cao. Dục sinh có thể dẫn đến một chuỗi các vấn đề và cách giải quyết cuối cùng cho các vấn đề này là mổ lấy thai. Nếu bạn mang thai lần đầu và sử dụng các biện pháp dục sinh, bạn sẽ có nguy cơ sinh mổ khẩn cấp cao gấp 2 lần. Sinh mổ sẽ khiến thời gian hồi phục của bạn lâu hơn. 6. Quá trình chuyển dạ rất vất vả. Để can thiệp chuyển dạ sớm, bác sĩ sẽ cho bạn dùng các loại thuốc dục sinh như prostaglandin, thuốc uống hoặc nhét vào âm đạo để làm mềm cổ tử cung hoặc hormone tổng hợp oxytocin. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể đề nghị sử dụng các phương pháp lóc ối. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng những phụ nữ dục sinh bằng thuốc thường sẽ có những cơn co thắt mạnh hơn khi chuyển dạ so với bình thường. 7. Tăng nguy cơ mắc phải các biến chứng khi sinh con. Tỷ lệ sinh mổ đang tăng lên đều đặn trong những năm gần đây. Bạn có thể nghe nói rằng sinh mổ sẽ dễ dàng hơn so với bình thường, nhưng thực tế thì nó cũng không tốt hơn bao nhiêu. Sinh mổ sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải các biến chứng, nhiễm trùng và cần có thời gian hồi phục lâu hơn, từ 5 đến 7 tuần. Can thiệp chuyển dạ sớm bằng cách mổ lấy thai cũng có thể ảnh hưởng đến lần mang thai tiếp theo của bạn. Việc mổ lấy thai quá nhiều lần sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết nhiễm trùng, cắt bỏ tử cung, tổn thương ruột, bàng quang và tình trạng nhau thai bất thường. Tốt nhất, các mẹ bầu hãy nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của bạn để xem bạn có cần phải sinh sớm hay không. Nếu không có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe thì tốt nhất bạn nên đợi cho đến khi quá trình chuyển dạ đến một cách tự nhiên.